Vâng ạ, chúng em đang ở không gian phòng khách của nhà anh Tân rồi. Các bác có thể thấy là một không gian phòng rất là rộng và toàn là gỗ. Ở đây thì anh Tân đang phối ghép với bộ sàn ngay đây. Anh Tân ơi, đây, đây là anh Tân đó ạ. Và ngày hôm nay thì bọn em đã lên với bộ sàn có hình loa V15 cho anh. Chính thức là cái bộ sàn này anh có cái cảm xúc như thế nào? Ngày hôm nay chúng em lên đến đây là lắp bộ sàn tại nhà cho mình. Anh thì thấy là bộ sàn này có ra âm thanh ấy, thì nó rất là vô cùng. Vâng. Người chơi thì người đam mê chơi thì cũng có rất là nhiều tiền hơn nữa, nhiều như mình là thỏa mãn thì là chỉ thế này là thấy rất là kỳ. Dạ đúng rồi ạ. Anh nói rất là đúng về những bộ sàn rất là vô cùng. Khi mà các bác chỉ để thỏa mãn cái niềm đam mê âm nhạc của mình ấy. Đúng rồi. Đấy là cứ thỏa mãn cái niềm đam mê của mình là tuyệt vời rồi đúng không anh? Đúng rồi. Vâng ạ, với bộ sàn ngày hôm nay thì anh Tân lắp đặt cùng với cặp loa V15 phát 40 với phiên bản màu gỗ trầm, vân gỗ óc chó rất là phù hợp với cái không gian nhà anh, và cái màu gỗ này cũng rất mới cho bên em. Tiếp theo ở đây là có đẩy 4 cân này, con đẩy D408 Pro 39D và cặp bích CK321 phiên bản màu xám để phù hợp với cái tông màu gỗ nhà anh. Nói chung là con xúc hơi FW15 ạ. Với bộ dàn này sẽ mang cái lực rất là lớn đấy ạ. Và ngay sau đây thì một lát nữa các bác sẽ cùng test cái chất âm của bộ dàn khủng nhà anh Tân. Bây giờ họ thì đang set up âm thanh kìa. Các bác chờ thêm một xíu nhá. Ai ban mà mùa hôn ba năm, người dại mây say mật ngọt thơm, giết chết rồi thôi sâu bên trong và lời rồi xa. Tranh sao được tranh sao được lưới yêu đã cạn, gieo con tim lạc vào hồ sâu. Tranh sao được tranh sao được lỡ yêu mất rồi, những cơn thiêu thân bay lao trong ngọn lửa rồi bóng cháy. Ngọt ngào người hứa với tôi, ngọt ngào người hứa với tôi, câu thủy chung những sao con tim đã. Giờ thì người nói với tôi chẳng cần tôi, đau thương con tim sẽ tan nát bầu trời. Ai yêu thương ai quá nhiều thiệt thân, còn thương để rồi mất yêu nhau. Một đời này chết trong mật dại mây say mật ngọt thơm, giết chết rồi thôi sâu bên trong tan lời rồi xa. Tranh sao được tranh sao được lưới yêu đã cạn, gieo con tim lạc vào hồ sâu. Tranh sao được lỡ yêu mất rồi, như con tiêu thân bay lao trong ngọn lửa rồi bóng cháy. Ngọt ngào người hứa với tôi câu thủy chung những sao con tim. Thì người nói với tôi chẳng cần tôi, đau thương con tim sẽ tan nát bầu trời. Ai yêu thương ai quá nhiều thiệt thân, còn thương để rồi mang niềm đau. Một đời này chết trong mất ngọt. Thank you.
giật thì người nói với tôi chẳng cần tôi đâu có con tim sẽ tan nát bầu trời. Ai yêu thương ai quá nhiều thiệt thân còn thương để rồi mất niềm đau một ngày này chết trong mất ánh trăng soi còn đó và nghe hơi.
rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như lỡ hoa xây mộng tuyệt vời, lắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói xa e lệ hồn theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược leo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồn. Chiều tìm không mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe say sớt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ pháo hồng vui thiên đường. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Bộ dàn âm thanh rất chuyên nghiệp. Chúng ta phối ghép ở đây gồm có một cặp loa phun B15. B15 đây là cái model mới nhất năm 2024 và vừa cập bến tại Vita anh em. Cái màu nâu cũng rất phù hợp với những cái nội thất như thế này. Và anh Tân ở đây thì anh cũng chơi rất nhiều những cái đồ nội thất màu gỗ như thế này. Bộ dàn của chúng ta ngày hôm nay không chỉ nghe nhạc hát karaoke mà nó còn là những cái kiến tác để cho các bác trưng bày. Và bác nào đang tìm kiếm những bộ dàn âm thanh mà đòi hỏi những cái cấu hình chuyên nghiệp, những bộ dàn này chúng ta có thể chơi được ngoài trời được không ạ? Ở đây chúng em ghép hệ thống gồm có một chiếc đẩy 4 kênh D4800, chiếc vang số 9D, trung tâm điều khiển xử lý tín hiệu, một bộ mic không dây kép 321. Ở đây em ghép một súp hơi SVK15. Và toàn bộ cái cấu hình này em đã cài đặt căn chỉnh cũng như là cho các bác nghe và hát karaoke. Và đây xin mời các bác gặp gỡ anh Tân, chủ đầu tiên của bộ dàn ngày hôm nay, cũng như là cho anh cho những lời chia sẻ về cái bộ dàn này. Thứ nhất là về hình thức mẫu mã, anh thấy nó không phù hợp với cái không gian nội thất nhà mình. Anh thì anh xem bên em rồi, anh khá nó mọi thứ thì là đến giờ này thời điểm mà xong hết rồi mà anh cũng thấy rất là ok. Dạ, với cái tổng tiền tài chính như thế là anh thấy nó ok. Vâng ạ, rất là cảm ơn anh đã tin tưởng Zika cho chọn niềm tin để chúng em có thể về tận nơi và bắt đầu tại nhà cho như này hôm nay rất nhiều ạ. Anh thấy bên em rất là nhiệt tình. Dạ vâng ạ. Anh thấy được nhân viên nhiệt tình, đẹp trai xinh gái đúng không? Đúng rồi. Và ở đây các bác và anh em có những cái không gian mà các bác muốn trưng bày bộ dàn âm thanh thì các bác hãy tham khảo cái cấu hình ngày hôm nay, chúng em sẽ đáp cho anh Tân. Mọi thắc mắc thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với Zika chúng em có số điện thoại em bật công ty. Cảm ơn anh rất nhiều, tin tưởng chúng em. Em cũng xin phép đây. Anh cũng cảm ơn đội ngũ bên Zika và chúc bên em sẽ có rất nhiều đơn hàng nữa là bằng vào đấy. Mọi người cũng rất là tin tưởng. Cảm ơn anh nhiều. Ok. Nghe xin phép đây.